Tam ca, để tới rồi. Bắt đồ thành đa loạn rồi. Chính con trai út của Oát Xích Cân gia cho đệ vào đây. Hắn hy vọng đệ có thể giết chết quân. Đệ không giết ta được đâu. A Tô La Ca, đệ đã xin lộn vào nhà Phách Tô Nhĩ chúng ta rồi. Tam ca, không chỉ đại ca và nhị ca, bây giờ tới tứ ca cũng đã chết rồi. Nếu như Quỳnh biết trước kết quả sẽ là như vậy, Quỳnh có làm như vậy hay không? Tuy rằng ta rất đau lòng, nhưng mà ta vẫn sẽ làm như vậy. Vì để không hiểu, cho nên đệ chỉ có thể nằm trên thi thể bỉ mặt can khóc lóc thôi. A Tô Lạc không hiểu, cho nên từ nhỏ A Tô Lạc đã bị các ca ca nói là kẻ ngu ngốc. Nhưng đệ ngu ngốc đã nhiều năm không thay đổi được gì. Tam ca hãy buông tay đi, đã có quá nhiều người thanh dương vô tội bị chết rồi. Vô tội à? Đệ hãy nhìn kỹ mấy kẻ này đi, và mấy kẻ ở ngoài kia nữa. Bọn chúng không có người nào là vô tội hết, bởi vì bọn chúng đều muốn giết chết ta, cho nên bọn chúng bắt buộc phải chết thôi. Lúc đệ còn ở Đông Lục, có gặp những người biểu diễn đi trên dây thép. Ngày nào họ cũng đi qua đi lại trên sợi dây thép cách mặt đất mấy chục xích. Họ nghĩ là họ không thể nào té được. Nhưng có một ngày A Tô Lạc tận mắt nhìn thấy một người cũng ngang bằng đệ té từ dây thép xuống mặt đất, sau đó đã qua đời. Tam ca không nên ở cùng phe với Thần Nguyệt làm gì. Thần Nguyệt quá nguy hiểm, Quỳnh sẽ té chết. A Tô Lạc, đệ cũng rất hận ta có đúng vậy không? Đệ cũng muốn giết chết ta có đúng không? Thôi được rồi, đệ giết ta đi. Ta muốn xem thử lúc ở Đông Lục để học được chiêu thức võ công gì mới hả? Đại bích chi đao.
Atolak à, đệ thắng rồi. Đệ có biết không hả? Cái ngai vàng này ta đã muốn có hơn 20 năm. Cuối cùng ta cũng đã được ngồi lên rồi. Nhưng ngồi lên rồi ta mới nhận ra nó cũng không có gì đặc biệt hết. Trước đây ta hay nghĩ rốt cuộc tại sao ta lại muốn ngồi lên ngai vàng như vậy chứ. Nhưng mà ta không thể nào nghĩ ra được lý do. Atolaka, đệ hãy nghe ta nói đi. Đệ hãy chém đầu của ta, sau đó cầm ra cổng thành. Đệ hãy nói, ta mới chính là nội gián. Bọn chúng chắc chắn sẽ tin đệ. Thật ra bọn chúng cũng không muốn đánh nữa đâu. Có điều không dừng lại được thôi. Atolak, Thanh Dương, ta giao lại cho đệ đó. Ma bộ đao xuống hết đi. Tên cầm đầu Lữ Ưng Dương đã chết rồi. Người mà các ngươi giết chết chính là người trong gia tộc các ngươi. Uống một chút sữa nóng đi. Ta là tội nhân của Thanh Dương tộc các ngươi, không cần đối xử tốt với ta. Ta vẫn còn nhớ năm xưa, ta đi hầm sữa, cô liền xem thử sữa nóng hay là không, sau đó mới cho Atolak uống. Ta còn nhớ, mỗi khi ta nấu món gì cho Atolak ăn, Atolak chỉ ăn mấy miếng để dành đồ ăn ngon cho cô. Đừng nói nữa. Atolak, Lữ Quý Trần, tại sao huynh không giết chết ta? Người Thanh Dương vì ta nên mới chết, đại hợp tác vì ta nên mới chết, đại ca huynh cũng vì ta nên mới chết. Tại sao huynh không giết chết ta? Tôn Mã, đại ca tha thật lòng thật dạ yêu thương cô. Huynh ấy yêu cô hơn tất cả mọi người. Ta không muốn sống nữa. Huynh giết chết ta đi. Ta không thể nào sống tiếp được. Ta không muốn sống nữa. Nếu như đại ca tha vẫn còn sống, huynh ấy chắc chắn không muốn thấy cô đau khổ giống như vậy. Ta sẽ phá vòng dây, nghĩ cách dẫn hai người ra khỏi thành. Oh.
Đại nạn nhân, bây giờ người là chủ nhân duy nhất của Bắc Đô Thành. Không phải chủ nhân, ta là một chiến sĩ. Đại nạn nhân, tôi nghĩ người nên trở về Đông Lục đi tìm Cơ Giả. Ta không đi được. Tại sao vậy? Bây giờ Bắc Đô Thành khắp nơi đều loạn lạc, ngoài thành là đại quân của Sóc Bắc, trong thành ba vị hoàng tử tàn sát lẫn nhau đã chết, bá tánh sắp nổi loạn lên rồi. Hai ngày trước có người mở cổng thành định ra khỏi thành, nhưng ngoài cổng thành là 1.000 người Sóc Bắc. Những người muốn ra khỏi thành đã bị giết chết hết rồi. Bây giờ người Sóc Bắc có thể vào thành mọi lúc, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng đang chờ, chờ chúng ta nạp mạng cho bọn chúng. Nếu như chỉ có hai người chúng ta, chúng ta có thể ra khỏi thành. Tô Mã thì sao? Mẫu thân Quân thì sao? Và còn rất nhiều người ở đây nữa, họ phải làm sao đi? Đại Na Nhân, tôi biết người là người tốt bụng lương thiện nhất trên đời này, nhưng mà nếu như người cứ tiếp tục gánh vác vận mệnh của người khác trên vai người, người sẽ mệt chết đó. Thiệt Nhân, giúp ta chuyện này đi. Người cứ dặn dò đi, người là chủ tử của tôi, mãi mãi là chủ tử của tôi, có chết tôi cũng đi theo người. Đừng có căng thẳng vậy, ta chỉ kêu Quynh làm việc nhẹ nhàng thôi. Ở trong hầm rượu còn có mấy chục bình rượu, Quynh đem nó để cạnh đống lửa ở đại điện. Ta đem thịt dê để được xẻ thịt tới đại điện. Thịt dê cho ca ca ta chuẩn bị, Quynh ấy xẻ thịt lột da chưa kịp đem đi nướng. Tại sao vậy? Quynh quên rồi hả? Hôm nay là lễ nướng thịt mà. Là lễ ăn thịt dê uống rượu đó. Tô Lật, con biết người như thế nào mới có thể trở thành chủ nhân Thảo Nguyên không? Người đó phải lương thiện hiền lành như Sơn Dương, phải dũng cảm gan dạ như sư tử, và phải có lòng căm phẫn như sói. Trong thời loạn lạc này, người đó phải dương cao ngọn cờ, khiến cho hàng ngàn hàng vạn người đi theo, cho rằng tất cả những gì người đó làm đều đúng. Người như vậy mới là thủ lĩnh của Thảo Nguyên, là chủ nhân thật sự của Thảo Nguyên. Còn chính là người như vậy, Tô Lạc lại nhớ phụ thân cậu rồi à? Đại hợp tác, phụ thân cậu lúc còn sống, bọn ta thường xuyên uống rượu với nhau như vậy. Chớp mắt một cái ngày ấy đã chết rồi, lão già như ta cũng tới lúc theo ngày ấy thôi. Nhưng ta không biết ở chỗ bàn thiết thiên thần còn có thể uống được loại rượu ngon như vậy không. Con còn chưa có lần nào uống rượu với phụ thân nữa. Đại hợp tác, ông nghĩ phụ thân có trách con không? Không có đâu. Đó là số của ngài ấy, cũng giống như số của cậu vậy. Không nói chuyện này nữa. Nào,
ta dùng loại rượu ngon nhất Thành Dương chúng ta để kính các chiến sĩ dũng cảm nhất của Thành Dương. Có điều là cậu phải hứa với đại hợp tác ngày mai giết Lan Dương xong chúng ta về uống rượu tiếp. Được. Cậu hãy kể cho đại hợp tác nghe mấy chuyện liên quan tới Đông Lục đi. Thật ra lúc vừa mới tới Đông Lục, con bị bệnh rất là nặng, cứ tưởng là bản thân không được sống bao lâu nữa. Lúc đó điều duy nhất giúp con tiếp tục sống chính là trả thù cho Tô Mã. Có một điều may mắn là ở đó con gặp được hai người, họ đã trở thành bạn hữu tốt nhất của con. À, có thể tìm được bạn hữu thật lòng là tốt. Kể cho ta nghe, hai người đó là người như thế nào? Bọn họ, một người tên là Cơ Giả, giả trong quan giả. Quỳnh ấy nói với con như vậy. Mắt của Quỳnh ấy rất sáng và có màu đen, bình thường đều không thích cười, nhưng mà nội tâm của Quỳnh ấy kiên định hơn ai hết. Người còn lại tên là Vũ Nhiên, mụ ấy là quận chúa nước Hà Đường, bây giờ là cơ chủ thần của vũ tộc. Lúc con vừa mới quen biết mụi ấy, suốt ngày mụi ấy nhảy nhót lung tung, đặc biệt là thích mặc y phục của nam nhân, dẫn con và Cơ Giả đi khắp nơi. Thật ra hai người họ chính là một cặp trời sinh. Vậy A Tô Lạc thì sao? Cậu có gặp được người mà bản thân mình thích hay không? Gặp được rồi. Mùi ấy là công chúa của Đế Đô, thường được gọi là Tiểu Chu. Nhưng mà mùi ấy chỉ thích mặc y phục có màu nhạt, vì trong lòng mùi ấy có nhiều tâm sự nên thường không cười với người khác. Nhưng mùi ấy không biết, khi mùi ấy cười lên thật sự rất là đẹp và rạng rỡ. Hai bên khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Nhưng mà chắc con không có cơ hội gặp lại mùi ấy nữa. Đại hợp tác, con cũng rất nhớ ông.